Rồi, chào anh em đến clip thứ hai nha anh em, clip tuần nghề ha. Thì đầu tiên là em cho anh em thấy là một con Eto Iron ha. Eto Iron. Eto Iron này là còn nguyên thủy luôn anh em, rất là đẹp luôn, mới luôn. Nó có cái miệng kẹp ống nè anh em ha, trong đây nè ha. Đây, miệng nó đây. Đã ok ha. Đó, em mở tối đa là để sẵn là mình đo cho nhanh. Này để made in Japan hay nè ha. Chén bọng nó còn ok hết, tất cả ok hết. Rồi, để em đo cho thông số cho anh em xem ha. Rồi, chiều dài em đo đây là được tới cái tay quay của nó là khoảng 1.65 ha. Rồi. Chiều cao em đo nó từ đây xuống đây ha. Tới chỗ đỏ này thôi. Đây xuống đây là được một tấc kể như tấc 6 ha. Rồi, cái miệng của nó từ đây qua đây ha. Được 70 quá. 75 anh em, 75 cm ha. À. Đây, 75 cm. À. 75 cm ha. Rồi mở rộng của nó ha. À, được 55 cm anh em ha. Mở tối đa của nó nè ha. Rồi. Con này Eto Iron đầu gơ không lắc ha. Ok hết. Cái này nó không quan trọng anh em, chủ yếu là mình khích kẹp khích vô khích ra thôi. Rồi. Nó mình kẹp nó khích nó không giống nhất là được. Quan trọng. Miệng ok lắm anh em, mà dặn vô sát cho anh em thấy cái miệng nó khít hay không ha. Nói chung là mua đồ trên mạng thì nó phải cần phải kỹ anh em, coi coi nó làm sao đàng hoàng ok mới dám mua. Thì em cũng vậy, đi mua người ta thì cũng cần phải test cho nó ok. Mua trên mạng nó khó lắm, để từ gửi tới cái lui nó lu bu lắm. Các em mình xem kỹ ha, những món đồ mình muốn mua xem kỹ ha. Rồi, khá là dày ha nè, khá là dày. Đây, mình có nó đây. Đó, chỗ này nó có hơi quý quý xíu nè, không quan trọng đâu. Cái này là kẹp cọng tóc cũng dính luôn đó nè. Thấy ok. Eto Nhật Bản luôn, bản in Japan luôn. Rồi, ai thích con Eto Iron này, kẹp bàn ha. Chốt cho em mã số 17 ha, giá 480k ha. Đó, số 17 này, ai thích thì nhắn tin cho em mã số 17 giá 480k ha, kèm số điện thoại, tên, địa chỉ vô chốt hàng. Thì có hai hình thức thôi, một chuyển khoản em bao ship, còn không chuyển khoản thì em không bao, đơn giản vậy thôi ha, rất là dễ dàng anh em tìm lựa chọn ha. Chuyển khoản thì em bao ship tới nhà cho anh em, còn không chuyển được thì tới nơi anh em chịu tiền ship ha, thêm vài chục ngàn nữa là xong, tùy theo xa gần. Rồi, thứ hai là một con Eto nữa, nhưng mà con Eto này nó Đài Loan xuất Nhật anh em, Trung Quốc xuất Nhật gì đó chứ không phải là Giao Băng ha. Nhưng mà được cái là nó xây được ha, đời là đời thằng Nhật nó xài được thì mình đương nhiên xài được. Em bán hàng bãi chứ, tuy là China làm thiệt nhưng mà là hàng bãi chứ không phải là hàng mới anh em, chứ không phải là hàng mới thị trường. Thì cái chất liệu của nó anh em xài thì anh em tự biết rồi, em không cần nói thêm đâu ha. Thì em cũng từng xài đồ chợ mà, thì chất liệu của nó thì anh em tự cảm nhận. Thì em không có nói so sánh ai với ai, nhưng mà ở đây em bán hàng bãi ha, nhưng China xuất Nhật ha. Mã số 18 giá 700k ha, Eto xay anh em, nhưng con này là Đài Loan xuất Nhật hay là China xuất Nhật gì đây nè, để China này anh em ha. Thì cũng giống vậy nhưng mà Nhật thì giá khác ha, cũng nó không Nhật thì giá khác. Thì đương nhiên mình mua thì mình cũng dựa vào đó mình, nên mình trả giá anh thằng bãi ha. Thì em mua giá nào thì em bán cái đấy cho anh em ha. Rồi, mã số 18 giá 700k, bề ngang của nó. Độ bề ngang của nó là 9 cm anh em. Mở miệng của nó nè. 65 ha. 65 cm, có cái đè nè. Có này có cái đè đo cái đè này 40 ha.
4 cm, em đo từ cái đuôi này nó dài phía trước là tổng thể của nó là được 2 tấc rưỡi ha. Rồi chiều cao của nó từ đế lên trên miệng là nó khoảng 1 tấc 4 quá. Rồi 1 tấc 4 50 anh em. Rồi xây được ha, chỉnh xây được, xây tới xây lui được, con ốc mình xây ha. Đó, xây, xây 360 độ luôn. Đó, xây qua xây lại ha. Ok, hoàn hảo ha. Thì nói chung là ở này là đài là China xứ Nhật anh em, chứ không phải là da băng ha. Thì nào em nói trước. Thì anh em mình có quyền lựa chọn thôi. Mua hàng bãi cũng được, mua hàng mới cũng được, tùy. Thì em bán ở đây thì căn cứ theo giá bãi ha. Rồi. Ok ha. Nó cũng tương đối anh em. Chứ nó không ok lắm. Nó cũng thì con Eto lớn thế này thì nó làm chưa ok lắm ha. Thì nói chung như vậy là rất là nhỏ nhỏ anh em ha, rất là nhỏ rồi, không có chi tiết nào mà kẹp mỏng hơn nữa đâu, bảo đảm á. Mình kẹp lúc nào nó cũng bự hơn như thế này thôi, không bao giờ nhỏ vậy đâu, không có chi tiết nào mà nhỏ nữa đâu, bảo đảm. Thì anh em thấy rõ trên đây ha, thì lúc anh em nhận hàng thì cũng mới gan vậy. Rồi số 18 giá 700k. Rồi số 19 giá cũng 700k luôn, giống nhau ha. Đó, miệng con này thì nó ok hơn ha, miệng con này nó ok hơn ha. Đó, thì mở miệng cũng tối đa thông số cũng y gan con kia luôn. Đó, không khác gì hết, ra vô cũng bình thường luôn. Đó, nhưng mà được cái con này nó khít miệng hơn ha. Đó, khít miệng hơn. Rồi em cũng bán ra 700k luôn. Thì anh nào thấy trước thì được trước, được con khít, con kia thì nó hơi hở xíu thôi, thì có thể là em chỉnh lại nó cũng khít luôn. Mấy ngóc trong này nè anh em, nó có mấy ngóc có mấy trong á, chỉnh tới tới lui rồi nó sẽ ấy lại. Nhiều khi mấy ông bên Nhật á, ông xài nó không chuẩn. Rồi con này cũng giống y hệt con kia luôn, cũng xây cũng đầy đủ hết, cũng là China xuất Nhật luôn. Đó, thì em bán China xuất Nhật thì anh em biết rồi. Đó nè, vừa nghe cũng 90 nè, thì thông số y gan con kia thôi. Rồi giá 700k luôn anh em cho nhanh ha. Rồi tiếp theo là một con số 20 là một con cưa xiếp nha anh em. Con cưa xiếp này của thằng gì đây, về để Okada vậy nè ha. Okada ha, Okada con này Tukko gì nè ha, mắt in da băng nè anh em. Đó, bự của nó nè. Đó, lưỡi còn khá ok ha. Rồi em đo cái lưỡi của nó, lưỡi của nó tới là 21 cm anh em, tới cái lưỡi cuối cùng là 20 ha, tới lúc trong cán luôn 21. Thì cả chiều dài tổng thể luôn là 4 tấc 7 50 anh em ha, 4 7 50. Đó, cán của nó đó, để chữ TU cờ cô nè ha, túc cô ha. Đây để chữ HQ gì nè ha, anh em đọc giùm em. Đó, Okada ha. Rồi bấm xuống vậy là gặp lại anh em. Đây bấm xuống gặp lại ha. Rồi ok, mã 20 giá 300k anh em, cưa ship ha, cưa ship Tuco ha. Rồi bắt in da băng ha, cán bằng nhôm anh em, chốt bằng inox nè. Đó, cầm khá là chắc tay ha, về vệ sinh là đẹp lắm nghe anh em ha. Đó, tử lấy rồi không có mẻ găng nào nha, ok lắm. Rồi mã 20 giá 300k. Rồi tiếp theo là mã 21 giá 250 ha. Con này quẻ nó hơi xấu hơn kia xíu, lý do nó dơ thôi anh em, thì hình thức bên ngoài thấy nó không đẹp bằng, thì em bán giá khác ha, bớt 50.000 cho anh em mình làm tiền vận chuyển. Thứ hai nữa là con này nó cũng không đẹp bằng, nó hơi gỉ xét, hàng gỉ hơn nhiều con kia ha. Thì nói chung cũng vậy thôi, nhưng mà chịu khó vệ sinh thì nó sạch lên, đẹp lên chứ có gì đâu. Tajima nè anh em ha, Tajima này là của thằng Rumboy.
đó, ghê sau gì nè ha, Tajima đây nè, anh em thấy không, Rumboy nè ha, lữ Rumboy 20210 nè, nè siêu cay ha, Rumboy lữ Rumboy ha, đó lữ khá là ok. Thì mấy con này chiều dài cũng giống nhau à, lữ là 20 anh em ha. Đó. Tới cái thắt này anh em cưa ha, đó lữ nó cũng là 20-21 gì đó, lữ nó nè, đó chiều dài luôn là nó cũng 47 nè ha. Đó, hai con cũng ngang nhau thôi, nhưng con này nó hơi gỉ sét xíu, anh em về vệ sinh là ok ha. Rồi thì con này rất là đẹp anh em ha, rồi mã 21 giá 250k anh em cho cây cưa tay Tajima Nhật Bản ha, cưa Nhật chất lượng Nhật. Rồi tiếp theo là mã 22 là một con Eto rất là dễ thương luôn, con Eto này là hiệu của nó là Hojan ha, đây nó là 50 ha, K25. Em đo chiều dài của chiều cao của nó là từ xuống tới thân đáy nó là 1 tấc 2, thân mình nó là 1 tấc anh em ha, tới cái đọt này nè, tới cái cán ha 1 tấc. Rồi miệng của nó là 5 cm, mở ra được tối đa chắc cũng 40 nè, 40 khỏi đo đi ha, 40 đa số miệng nó khích về được rồi, mở được tối đa là 4 phân á đó. Đó miệng khích ha, mở tối đa là 4 phân. Mở ra luôn cho anh em luôn ha, cho nó hài lòng, những cái món đồ mình muốn mua cho nó rõ ràng. Đây, lúc cái kìm mà ha, lúc cái cây cốt mà ha. Em nhớ nó tầm 44 phân. À cái này có 2 phân anh em. 2 phân thôi. Này này, nhỏ, để tôi nhỏ lộn với con kia à. Nè 2/2 ha, nè mở lúc cốt rồi nè, đó rồi đó ha, 2/2 rồi. Hojan rồi, ai thích con Hojan này mini kẹp bàn này rất là ok này đó, chốt cho em này 280 thôi nè, 280 thôi tại vì em lộn với con kia ha. Giá 280k nghe nè, khá là mới luôn. Tô này rất là độc nè, miệng của nó ngộ lắm, miệng của nó thấy nó khác người ta ha. Này đánh cước cái là xong ngay nè, em chùi tay nó cũng bằng mà thấy không, đẹp mà thấy không đó. Lâu quá nó hiếp lại anh em đó, thấy không, bình chân ha, rất là đẹp, màu sơn này tuyệt vời luôn hả, đó tân luôn. Rồi làm việc gia đình nó ok nè. Rồi mã con này mã 22 giá 8280 ha. Mã 23 là một con dao Nhật, nó có làm xéo đây nè ha, đó, xéo. Thì con này nó mài hai bên nè, nó được mài hai bên đó, chữ có các cái chữ Nhật ở đây mà nó bay rồi ha, ghê cán anh em nhìn biết rồi, cán nhìn biết hàng ở đâu rồi ha, đó nó không có đóng chữ này nè,
Rồi để em đo cái này được chiều dài có bao nhiêu ha. Để em đo chiều dài trước đi. Từ cán là 2 tấc ha, 20. Cả cán luôn là 34. Độ dày của nó là 2 phân 8 anh em ha, 2 phân 8 chưa được 3 phân. Đó. Còn độ dày của nó là được 6 ly. Rất là dày, cầm rất là chắc tay ha. Rồi. Ai thích con dao này thì chốt em mã 23 giá 300k ha. Con này thì chưa được mài anh em không biết mài cho nên không mài. Còn anh nào biết mài thì mua ha. Rồi em không biết mài nó hư. Tiếp theo là một con thước cuộn mã 24 của thằng gì đây? Bokker gì đây? Tajima ha. Thì anh em muốn mở nó ra thì bấm ngay nút này ha, bấm nút giữa, bấm mạnh vô. Bấm cái nó lòi ra. Đó. Thấy không? Nó là cái đồ quay ha. Đó. Thì cái con thước này nó mở được là 20 mét. Đây anh em. Nè. 20 mét này màu đỏ này ha. Rất là mới luôn, chưa xài luôn. Em tha hồ đo thì anh em bắt đầu từ số 0 này nha. Đo là bắt đầu từ số 0 này, dài lên ha. Đó, bên trong là rất là mới luôn, ok luôn ha. Thì thường thường nó chạy là chạy mà khúc đầu tiên thôi. Khúc trong là mới chắc luôn, ok luôn. Đó, dài trong cũng vẫn vậy luôn. Rồi, con này 20 mét ha. 20 mét. Con này nó bị gãy anh em. Đây mới làm rớt gãy à. Không quan trọng cái này anh em ha. Cái này cũng là cái tay nắm thôi. Rồi, không lại. Mã 24 giá 300k ha, 20 m. Là một con mỏ lết găng nè. 25 là mỏ lết găng. Mỏ lết găng này chưa vệ sinh, còn hơi dơ ha. Còn hơi dơ. Mỏ lết găng là găng của nó rất là ok luôn. Đây, nó là của hãng MCC Tool ha. Đó. Đây. MCC là dấu nội địa nè anh em. Dấu này là dấu nội địa nè ha. Dài là 6 tấc ha. Chiều dài nó là 6 tấc, 600 mm là 6 tấc ha. Còn cái miệng con này chủ yếu là coi cái răng nó thôi. Mấy con Việt Nam mình xài tức lắm anh em. Nó mềm gụm mà. Xài chịch bắt me nó gãy à. Giặt mạnh là nó gãy. Xài tức lắm. Cái này nó để sai mấy nè, không biết. Em chưa có vệ sinh. Đó. Mở tối đa của nó tới đây đi. Đó. Ha. Này vệ sinh lên là đẹp lắm. Cái mở lưỡi của nó được 8 ly 8 phân rưỡi anh em ha. 8.5, mở lên được nữa anh em, mở nữa. Đó. Mở được nữa ha. Nè. Từ 90 cân lên á. Đó. 9 cm. Đó, size của nó là nó để size gì ha. Em chưa xin size 60 nè. Size 600 á. Rất là dày luôn, nặng lắm anh em ơi. Đây, rất là dày, răng của nó đây. Khá là ok. Đây, răng của nó không mẻ răng nào luôn. Hàng Nhật của người ta xài cỡ này rồi mà răng không mẻ là anh em biết cái chất lượng của nó rồi ha. Rất là chất lượng luôn, thép của người ta là rất là ok. Đó, thép còn bé ngót luôn à. Đó. Cái này để nữa em tháo ra em chà sạch sẽ cho anh em luôn ha. Rút gửi cho anh em là nó như mới luôn ha. Đó, để nữa em chà cho. Tại vì lo bu quá em quên.
Thì trước mắt thì em báo cho anh em là có cái mẫu lít găng cỡ này ha. Còn khi mà anh em chốt hàng là em vệ sinh cho anh em sạch sẽ cho anh em xài luôn ha. Về là như mới luôn, như đập hộp luôn. Đó, vệ sinh trà rửa sạch sẽ rồi đánh cước rồi này nọ cho nó ngon lành rồi về anh em xài thôi. Rồi, ai thích con này dài 6 tấc mẫu lít găng nội địa Nhật của thằng MCC ha. Chốt cho em mã số 25 giá 650 anh em. Tiếp theo là một con Lito kẹp bàn ha. Không phải, con Lito khoan bàn. Lito khoan bàn. Miệng của nó mở tối đa này. Miệng của nó là tới 8 cm ha. Đó, 8 cm. Đó, bề ngang. Bề ngang của nó là 7 phân rưỡi anh em. Bề ngang của nó 7 phân rưỡi nè ha. Miệng của nó, nó có miệng 7 phân rưỡi. Còn cái đế của nó này, đế nó là 1 tấc 50 ha. Đó, 1 tấc 50. Đó, chiều dài nó nè, chiều dài nó là 1 tấc 6 18, gần 1 tấc 7 nha. Rồi, hoạt động ngon lành anh em, có cán có kiếng đầy đủ ha. Đế 75 nè, đây nó để aburo nè, đó cán nè, quay ok hết. Rồi, chốt cho em mã số 26 giá 600k Eto khoan bà ha. 27 cũng là Eto khoan bà, nhưng để em đo cái đây là ở nó kẹp được tối đa là 5/6 ha. 5/6 nghĩa là 56 cm ha. Rồi bề ngang của nó là, miệng của nó là được 65 cm ha, 6 phân rưỡi á, 65 cm ha. Đó, còn chiều dài tổng thể của nó là do cái nền đi 1 tấc 2 ha, 1 tấc 2. Bề ngang bề cộng của nó là được 1 tấc 3 nè ha, bề ngang được 1 tấc 3, là vừa cái con Eto 6 tấc rồi, hoặc là Eto 6 tấc 7 tấc rồi đó, là nó vừa cái phần đó ha. Để nè anh em thấy không, 2 1/2 ha, là anh em biết rồi. Rồi, con này chốt cho em mã số 27 giá 500 ha, rất là đẹp luôn. Tiếp theo một con Eto nữa giá 380k ha. Đó, bề ngang của nó là kẹp được gì, 6 phân rưỡi ha, miệng của nó là 40 nè anh em, 4 phân ha. Rồi, chiều dài của nó là tới phần này 1 tấc 3. Rồi, chiều dài nguyên con của nó đây ha, là 1 tấc 6/5 ha. Rồi, hoạt động ngon lành chân chu ha. Khi em giao anh em là em sẽ trà rửa sạch sẽ, vệ sinh cho anh em về chân chu cha mở luôn ha, cho nó sạch sẽ luôn. Đồ mới về là xài ngay, không cần phải lau chùi gì hết, em làm luôn. 28 giá 380 ha. 29 là một con tuốt dây điện ha. 29 con tuốt dây điện của thằng quẹt xeo. Đây, quẹt xeo. Quẹt xeo ha. Lưỡi của nó đây. Này là loại A anh em. Kẹp tuốt được 0.8, 1.2, 1.6 và 2 chấm, có 4 lỗ nha anh em. 4 lỗ. Chốt cho em mã số 29 nha. 29 giá 300k, kìm rất là đẹp luôn. Đó, kìm rất đẹp luôn. Dây này nó hiện 1.2 thì em để 1.2 ha, không đứt một cọng nào, dù chỉ một cọng nhỏ ha, rất là đẹp luôn. Đó,
ốc này nó hơi chặt xíu, em ném nhóm ra là nó chân chu ngay ha. Rồi hoạt động ngon lành nha anh em. Đó, quẹt xeo gắn kiếp luôn ngon lành hết. Đó, quẹt xeo gắn kiếp ngon lành hết, rất là mới luôn anh em, như mới luôn. Cái này em chà sơn cái là này như mới luôn. Chà cái lò xo này nè, lò xo này tháo ra em chà cước cho anh em ha. Rồi số 29 giá 300k, kiềm tuốt dây điện quẹt xeo, lử liếc còn rất là ok anh em ha, lử liếc rất là ok nè ha, anh em thấy không? Đó, anh em thấy không? Lỗ nè, rất ok ha. Kích cỡ này thì anh em vô tư rồi, xài việc gia đình là ok luôn ha. Con này mới mắc lắm nha nè, mắc là con này mới là nó tầm khoảng 792.000 một cây này mới. Riêng em thì Nhật bãi chỉ giá 300k thôi, rất là ok. Rồi tiếp theo mã 30, đây là một con dao, một con dao cắt ống đồng ha. Đó, rất là rất mới luôn, hiệu của nó là Git Git nha anh em. Đây mã 30 giá 420k ha. Đây, đây là một con dao cắt chiều dài nó là tế cán luôn, là 1 tấc 7 anh em ha. Mà con này có một cái hay cái nó là gì, có cái hay nó là tự động anh em nè, bấm cái nè, đó, bấm cái chạy lên ha, đẩy xuống, bấm cái chạy lên đó, bấm vừa vừa thôi anh em, đừng lúc quá, lúc ngay cái khắc này là nó không chạy lên ha. Nè, tới đây là nó chạy lên ha. Đây là ha, thì nó để là đờ Git Tool nè ha, Company ha. Con này rất là mới luôn anh em, cái độ bóng nhám của nó còn luôn nè, chưa chóc chưa gì hết. Dạ, đó, model của nó là 15i gì nè, 15L gì nè đó. 1/4 ha. Đó. 42 cm, 42 mm anh em, tối đa của nó nè ha. 42 mm, ống 42. Lử rất là ok luôn anh em. Cái này chủ yếu là cái lử thôi ha. Đó, lử rất là ok anh em ha. Lử mít tôn luôn ha, lử chưa xài luôn á. Lúc sau hơn có con này mới chưa xài luôn này. Đó, nhưng mà vẫn là Sài Gòn nha. Nhưng mà vẫn em báo anh em là Sài Gòn, nhưng mà hàng bãi mà ha. Thì có con nào mà nó mới như vậy thì rất là hiếm ha. Lữ này là xài không biết chừng nào luôn. Rồi, ok, rất là mới, con này như tập hợp luôn anh em. Đó, bấm cái tự động là nó hay là hai cái này ha. Đó, cho rất là nhanh, có thao tác mình làm công việc rất là nhanh luôn, không cần phải dặn ra đâu, bấm tẹt chạy lên, bấm tẹt chạy lên. Đó, anh em để vô cái khớp đó là nó không bật, về nó mới bật. Đó, về là nó không bật nè, đó, đó, sát luôn rồi bấm đẩy tới cái người bật ha, cứ đừng nhấn xuống nó không lên ha, đẩy tới, đó, đẩy tới, là cơ cấu nó vậy, là anh em nhấn xuống nó không xuống, nhưng mà đẩy á, đây trượt tới gì nè, trượt tới gì là nó sẽ lên nè, đó, 10 phát 10 trượt nè, đó, đó, rồi rất là ok anh em. Lữ mới ton chưa xài luôn. Rồi ai thích con Git Git này chốt cho em mã số 30 ha, giá 420, tự động luôn. Tiếp theo là một con MCC cắt ống nước, cắt được cái dây cái gì mà chạy dây điện trong nhà đó anh em, cái hộp trắng trắng đó, nhập nhựa trắng trắng mà để điện vô nó chạy điện trong nhà dân đó, cắt được luôn, tại vì cái phần này nó vuông nè anh em, đưa cái hộp vuông nó vô là cắt rất là ok luôn đó. Rồi cắt luôn ống nước mà 42 luôn ha, nè để phi 42 MCC ha. Đó, chiều dài của nó là nguyên con nó là 2 tấc 350 anh em, là nó rất là bền anh em, lử nó nè. Hai nữa là cái cán này mình là nhôm anh em ha, nhôm nguyên con. Đó,
đây MCC ha, mắt in da băng ha, đóng chìm luôn, mắt in da băng MCC để anh em biết là mắt in da băng rồi đó, nữ của nó nè. À, ok, không có mẻ ha, đó trong bụi xíu ha, đó hàng nằm bãi thì đương nhiên thì nó vậy này. Đây bóp xuống đó. Vậy là ok ha, vậy là không có đứt, không nước nó đứt anh em, nó chừng nào anh em muốn nhả ra là bật mạnh ra ha, bật mạnh đó, bật cái nhóm này ra thì nó sẽ mở ra rồi xong, nó chỉ vậy thôi đó, nhóm này nó bật ra rồi, bóp xuống đó, xong rồi chốt con kéo cắt ống nước này, chốt cho em mã 31 giá 300 ha. Tiếp theo là một con lã ống đồng ha anh em, của thằng Hozan ha. Đây Hozan ha, còn cái này cũng nó cũng Hozan luôn, cái kẹp của nó cũng Hozan luôn này. Này anh em ha, chung bộ nó ha, không có tháo ra được, nó có gắn hai ngóc chốt rồi nè, Hozan ha, HA200 nè anh em đó. Miệng của nó để cho em, cho anh em coi từ lỗ luôn ha, lỗ nè, 1 nè, 2 lỗ này, lỗ 3 phần 16 nè, 1 phần 4 nè, rồi 5 phần 16 nè đó. Rồi 1 phần 2 nè, 5 phần 8 nè, 3 phần 4 nè đó, lỗ của nó ha. Thì cái lỗ này em chỉ đọc thông số trên đây thôi, chứ thật sự là anh em xài ok nha, ông điện lạnh á xài rất là ok, em nói cho mấy ông biết là cũng như là cái này là xài chung chứ ba cái ống Việt Nam mình ha. Đó Hozan miệng rất là đẹp luôn anh em ha, miệng rất là ok luôn nè, đó hai bên nè ha, đó bên đây nữa rất là ok luôn nè, tút bên đây ha, đó ok ha. HA200 nè, mã của nó, con này tự động luôn anh em, con này tự động luôn ha. Đây tự động luôn, khi anh em lả thì cái nón này nó cái nón trong ha, siết vô cái nón còn rất là ok, cái nón rất ok luôn nha anh em, đó chiếc nón bài thơ ở trong rất là ok luôn nha nè, còn rất là đẹp ha, nó xoay nè, nó lả qua lả lại nè ha, đó anh em thấy không, đó tự động luôn nha anh em, con này tự động luôn nha. Tự động là sao, khi mà anh em đã dặn hết ga thì nó sẽ nhóm cái chân này lên ha, đây nhóm cái chân này lên, cái nhóm này lên là anh em không không cho anh em dặn được nữa, em dặn qua chừng chút xíu nữa nó hở lên cho anh em xem nè ha. Và cái này là phần này nó rời nha, đó dặn tối đa là nó không cho phép mình dặn nữa nha, chứ không phải tuôn nha. Đây dặn vô, dặn vô nè, nó nhóm lên nữa nè, thấy không, có cái chốt nè, thấy không, đó nó là tự động nha anh em, đó là anh không cho mình dặn nữa nè, đó hở lên nè, thấy không. Như vậy là gì, là ý nghĩa là gì, là ok, là cái đầu lã dưới ống của mình là ok rồi nghe anh em, cho nên nó nhảy lên không cho mình dặn nữa, nếu dặn nữa là hư ha, nên không cho phép mình dặn nữa đó. Thì trở về cái vị trí cũ á, thì mình tháo ra ok nè, đó bên đây mình ký ha, xác cho ha, đó rồi trở về vị trí cũ ha, rồi mình dặn ra nè, đó rất là hay luôn, tự động luôn đó, ok ha anh em. Thì nó với thằng GitGit là rất là chuẩn đó, đó ha, rồi rất là ok luôn ha, Hozan. Rồi ai chốt con lã ống đồng này chốt cho em mã số 32 giá 1 triệu nha anh em, mã 32 giá 1 triệu, rất là đẹp luôn, nhanh tay hốt con này anh em, con này lâu lâu em mới gặp nó được nè, về hoài mình lụm không được, người ta lụm không à. Rồi tiếp theo là mã 33 là một con dao cắt ha, dao cắt ống đồng nữa nhưng mà nó nhỏ hơn, lưỡi của nó nè ha, này của thằng nào đây, này là phi từ 3 đến 32 mm ha. Đó này của thằng SK11 anh em ha, SK11 đây, nó không có tự động như kia,
Đó, nó không tự động như kia nhưng phải dặn ha. Cái này bằng cái gì nặng lắm, nhôm nguyên khối anh em, nặng lắm, nặng luôn. Đó. Rất là nhạy anh em ha. Đó. Rất là nhạy luôn cho anh em cắt ha. Đó. Đó. Tôi xây hết mấy con răng xây hết ha. Đó. Rồi, SK11, con dao vệ sinh đây. Đó, dao vệ sinh nè. Đó. Rồi, con này mã 33, giá 200k ha. Còn con này quên nữa, con nãy con này có cái dao vệ sinh luôn mà em quên nè. Đó, có dao vệ sinh ở đây ha. Đó, dao vệ sinh đó nè. Đó, dao vệ sinh nó còn rất là ok, chưa xài luôn anh em nè. Đó. Đây nằm bãi nó rỉ sét xíu thôi chứ chưa thấy xài luôn. Tít tít nè, tự động. Còn con này nó không có cái tự động này ha. Cái này mới độc nè, cái này thấy hiếm nè. Rồi, vệ sinh nó ha. Rồi. Tiếp theo là cặp kìm. Em bán cặp luôn nha, 34 cặp. Con này chiều dài nó là 2 tấc 1 anh em. Con này chiều dài nó là 1 tấc 6 ha, hai con. Thì con này nó là của thằng nào đây? Để gia băng này anh em ha, con cây 3. Cắt luôn. Rồi cắt nhẹ nhàng anh em ha, cắt nhẹ nhàng. Đó. Đó, cháu của nó nè. Đó, cháu đó. Rồi, ok ha, miệng nó nè. Đó. Ok ha. Rồi, một cây. Cây thứ hai cây bự hơn, cây này dài 2 tấc 1 của ông Fujiya ha. Dấu nội địa Nhật Fujiya đây. Đây, cắt luôn ha. Đó. Rất là nhẹ nhàng ha. Rất là nhẹ nhàng luôn. Đó. Miệng của nó nè. Găng ha. Găng ok. Đây nó có bị mất thịt đây chút xíu anh em ha. Nè. Do thảy tới luôn hay sao á. Rồi cặp này em bán là giá là 300k ha. 34. Mã 34 giá 300k, chuyển khoản bao ship bình thường. Tới sale cặp kìm nữa, cặp kìm nữa là mã 35. Thì chiều dài con nhỏ con bự, một cặp là con nhỏ con bự, cũng là con này là chích mát ha. TTC. Đó. Găng đây. Đó, găng rất là ok ha, găng còn ok lắm. Đó, găng vậy đó. Đó. Găng này em chưa chà, với em chà lại là đẹp leng keng luôn ha. Miệng đây. Rất là ok ha. Chưa có vệ sinh anh em ha. Đây cắt đây. Cắt nhẹ nhàng ha anh em. Đó. Đó, cắt nhẹ nhàng thôi. Rồi. Chiều dài con này tấc 6 anh em. Còn con này là 2 tấc 1. Con này có cái chức năng bấm code luôn nè anh em ha. Đây, bấm code nè ha. Cũng là Fujiya nhưng mà nó bấm code luôn. Cái miệng này nó hơi hở xíu, mình cắt ra ngoài này nè. Găng nó nè. Găng này cũng tương đối anh em ha. Đó, cũng cắt rồi, cắt là ok nè. Đó. Cắt cũng cắt là ok. Để em cắt cái chân chỗ cái hơi hở chút xíu rồi sao ha. Đây. Hơi hở chỗ này ha. Cắt cái chỗ này thôi là sao ha. Ồ, cũng ok luôn ha anh em. Đó. Trong ngoài ok hết ha. Đó. Rồi. Cặp này em bán cũng là 300 ha. Có chỗ bấm code nè, anh em muốn lấy cái nào lấy. Rồi tiếp theo. Tiếp theo là một con kéo tất cành rất là ngộ nghĩnh anh em. Rất là dễ thương mà không biết có hiệu gì luôn. Đời xưa anh em. Đó, đời xưa. Rồi con này mang mã số là 36, giá 250 nè. Chiều dài nó nè. Chiều dài 2 tắc lẻ, 5 ha. Rồi. Nè. Anh em ha, rất là kích ha. Đó. Rất là ok ha.
cắt dây điện này thử coi sao, lưỡi còn cắt là ok nè, đó lưỡi bén lắm, đời này đời không biết đời gì mà rất là đã luôn đó. Đó cắt hơi hơi thôi anh em, bén lắm bén nhưng mà cắt nhiều lục uổng. Cái cán này bằng nhôm nha anh em, đây từ đây đây là cán này bằng màu xanh này là bằng nhôm này, lò xo mới chưa xài luôn này, đó rất là độc, kéo nhìn nó vuốt cong nhìn rất là đã ha. Mua thị trường không có đâu, hứa anh em bảo đảm luôn, mua con kéo y gan về mà mua mới ở đây là không có đâu, hiếm lắm đó. Cái kéo này rất là ngộ ha, quan trọng nó còn mới đẹp nhưng mà nó không có đóng hiệu nha, nó trước nha đó. Kéo này của mấy ông nội địa vẫn không làm sao á, thủ công hay sao không biết, ông không có đóng mắt in đóng chữ nhật gì hết á đó. Đó chỉ vậy thôi, anh em thích thì mua ha, thích cái hàng độc cái hàng lạ thì mua ha. Cán này bằng mũ thì không nói gì, bằng nhựa thì không có gì để nói, quá bình thường, nhưng hàng này bằng nhôm nha, sơn màu xanh lên thôi, đổ nè, đổ nhôm ha. Rồi 36 giá 250k. Tiếp theo là 37, một con thước kẹp ha, mã 37 con thước kẹp này, đây thước kẹp ha, rất là đẹp ha. Thước kẹp này của thằng để chữ Matui ha, đó, miệng trên nè, miệng dưới nè, ha, đó, miệng dưới nè ha, đó, miệng dưới ha, thông số rất là rõ ràng, thước này rất là đẹp nha anh em, đó, thông số rất là đẹp luôn, độ xe số của nó là 1/20mm ha, đó, xe số của nó là thông số của nó ha, đó. Anh em chú ý ha, chú ý những cái này cần phải kỹ, cần phải kỹ để anh em mình lựa chọn ha. Đó để made in Japan đây anh em ha, made in Japan Matsui nè ha, đó stainless nè, thép không gỉ, chiều dài là 30cm ha, ốc ác đồ đầy đủ hết, mặt trước đây, mặt sau, đó mặt sau ha, sao có chữ nhật luôn ha, đó một sao chữ nhật đó, rồi ok ha anh em ha, đây nó có ốc gì nè ha, con ốc gì nữa nè, em không cần ha, ốc đó có nghĩa là nó không có con ốc ở trên này để ký xuống anh em, mà con ốc ở dưới đây là chịu trách nhiệm ký này, nó làm đề lạ nè ha, ốc này ký là cố định đó. Đó. Ốc này rất lạ ha, cái thước này em mới gặp lần đầu tiên luôn, mạch xui ha, rồi rất là đẹp, rồi mã 37 850k, mã 38, mã 38 này 700, nó không đẹp bằng con kia. Mày là Mitu Toyo ha, made in Japan, đây miệng trên này ha, miệng trên nó có hơi mẻ xíu ha, nhưng mà không có mài nha, đó. Miệng dưới nè, đó, cũng hơi mài xíu, hơi lẹm xíu ha anh em, anh em thích thì mua ha, thì thông số thì ok, đó, thông số thì ok, nội địa Nhật ha, rồi con này giá 700, mã số 38. Mã 39 em có hai thùng đồ nghề nha anh em. Đó, hai cái. Mã 39 nè, to luôn. Chiều ngang nó 35. Chiều cao nó là 1 tấc 6. Chiều cao nó chính giữa nó là 1 tấc 65. Chiều ngang nó là 1 tấc 58. Rồi anh em ha, đó bằng ha, đó nè, 1 nè, 1 2 3 ha, đó như vậy thôi, ở đây vậy ha, đó một thùng, đây nó bị mớp xíu nha anh em, chiều dài nó nè, chiều dài nó là 3 tấc rưỡi đó, rồi
mã 39 400 ha anh em. Nó hơi móp đây xíu ha, vì anh em mình gò giúp em ha, chỉ móp đây thôi nhưng mà đít khu nó còn ok ha. Đó rồi, mã này mã 39 400, nó để yên đây anh em, 580 yên này. Đó. Mã 40 cái thùng này cũng giống hình vậy luôn nha anh em. Đây đó, nó nhiều ngăn, nó chia vết ngăn 1 2 3 4 5 ha, lấy ngăn giữa, ngăn giữa này hết ha. Đó, ở trong này mới cáo luôn ha. Rồi, chỉ đích hai thùng bằng thông số nhau anh em. Đó, thông số bằng nhau hết nha. Rồi, thích con nào thì chào con nấy luôn, thích con nào thì chào con nấy. Rồi, mã 40, con mã con này thì đẹp hơn, 450 ha, ngăn nó nhiều hơn xíu, bên trong vẫn mới luôn, nhưng mà được cái nó không móp, này không có móp nha. Đó, rồi hôm nay em có nhiều hàng ha, thì anh em mà thấy được thì alo cho em, chào anh em ha, 0916 65 856 gặp em Bình ở Lê Dung Tháp ha. Ai thấy hay nhớ cho em một like anh em. Rồi chào anh em.